Xin chào chị em chú Bắc Quan Tâm kênh đi qua tuần hình nè. Hôm nay mình em giới thiệu với anh em cách chỉnh tay của chiếc radio control này anh em nha. Tại vì xưa giờ thì chỉnh Regulo hoặc là Casio hoặc là Citizen nó nhiều anh em ha. Nó xài sóng radio mình hay gặp anh em ha. Như Casio anh em sẽ gặp Wavesetter cũng cái dòng nhà nó anh em ha. Còn thằng Seiko này thì ít gặp hơn. Cái chế độ auto thì mình bắt chưa được, nhưng mà cái chế độ manual anh em á, nghĩa là chỉnh tay á, thì anh em có thể chỉnh như mình nha. Chiếc này phải nói là nó xịn, nó đẹp kinh khủng ha. Những cái dòng solar này được cái có nghĩa là nó về á, giả sử nó chạy luôn á thì có nghĩa là cái đáy này kia chưa mở thì thường á, thì cái độ chống nước zin của nó thì nó cũng đạt tầm 70 cho tới 90. 90 so với lúc nó xuất xưởng tùy cái độ mới của nó anh em ha. Đó, được cái đó. Con này kính bóng loáng luôn. Anh em chỉnh như vậy nha. Con này được cái nó có núm ren ạ. Anh em mở ren ra nha. Mở ren ra ha. Anh em muốn chỉnh giờ ha thì anh em kéo hai nấc nha. Anh em kéo hai nấc ạ. Anh em nhớ hai nấc ạ. Thì anh em bấm giữ cái này thì cái giờ nó sẽ quay. Anh em bấm giữ lâu thì nó sẽ quay, nó quay liên tục. Cho tới khi nào mà anh em cần dừng thì anh em bấm dừng, và ví dụ như anh em cần chỉnh tới 2 giờ nha thì anh em cỡ là 1 giờ 55 anh em bấm dừng và anh em bắt đầu nhấp từ 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 cho nó tới chính xác cái giờ này, tại vì lố thì mình phải chạy một vòng nữa, nó chỉ có một cái chiều thuận này thôi. Như mấy cái mẫu kia thì mình tìm ra cái chiều nghịch đó, nhưng mà đây đang gấp quá thì mình mới tìm ra chiều thuận à, tại vì mình đang chuẩn bị gửi hàng cho khách đó. Đó là chỉnh giờ nên kéo hai nấc nha. Còn anh em kéo một nấc thì anh em kéo một nấc ra nha thì chỉnh ngày, nhưng mà anh em xoay nó không có tác dụng gì đâu anh em nha. Cái nấc này có nghĩa là để chuyển cái mode em ha, chuyển sang cái chế độ chỉnh thôi, còn những cái nút điều chỉnh là những cái nút này ha. Anh em bấm này một cái thì ngày nó nhảy đến 16. Anh em bấm giữ thì nó cứ chạy hoài thôi ha, cho tới ví dụ như tới gần tới ngày 15, ngày 14 chẳng hạn, anh em bấm cái dừng rồi anh em bắt đầu chỉnh tay, nhấp một cái là nó nhảy một ngày nha. Đó, như vậy thôi nha, chỉnh ngày chỉnh giờ thôi, tại vì nó còn rất là nhiều chức năng nữa, nhưng mà anh em tìm hiểu thêm ha. Nó có giờ thế giới là thì phải ha, nhiều lắm ha. Rồi ok, cảm ơn anh chị em mình nha, chiếc này nó tuyệt đẹp anh em ơi, đẹp khủng khiếp ạ. Cảm ơn anh chị em ạ. Để mình up lên, có gì trước hết là cái anh mua hàng này ha, giả sử sau này cần chỉnh giờ ha, hoặc là sau này có anh em nào mà mình bán mấy cái mẫu này thì anh em cứ trước hết là cái chỉnh tay như vậy là ok ha. Cảm ơn anh chị em ạ, xin chào anh chị em nha.